anh chinh phục cả thế giới này. Nhưng đến tâm của mình anh cũng không kiểm soát được. Như vậy cũng được xem là chiến thắng rồi. Vậy nhà ngươi đã thắng được những gì rồi? Ta ra đi không vì thắng lợi, mà là vì sự mất đi. Vì mất đi sao? Đúng vậy. Mất đi giận dữ, mất đi tham lam, mất đi đố kỵ và sự hận thù, mất đi ganh ghét. Giờ đây ta không còn gì nữa, chỉ đạt đến bờ tuyệt tịnh mà thôi. Hiểu rồi. Ý của ngươi nói là ngươi rất an tịnh chứ gì? Còn ta, ta đang sống trong phẫn nộ đúng chứ? Đó là lời anh nói. Nóng giận sẽ khiến cho anh phải đau khổ. Chẳng qua ta chỉ tranh cãi vài câu thôi. Tranh cãi sẽ gây ra. Bây giờ bất luận người nào, không dùng của thế sắc màu cũng không, nói cho bổn đạo rõ lòng, ấy là chân chánh mới hồng vinh giang. Địa tiên tài phép đa đoan, phi đao bổ kiếm mê mang mắt trần, Phật truyền thâu hết phép thần, cứu an bá tánh một lần nạn nguy. Phiên binh bốn phía tứ di, kể sao cho xiết chuyện ni sau này. Lớp thì thú ác dễ đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hung chừng đó làm mồi, cho bầy ác thú đền bồi tội xưa. Bây giờ còn mãi lọc lừa, chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Kính thưa quý cô chú anh chị, thì bây giờ là do là ở chính quyền địa phương chặn những cái ngõ đi của xe hết trơn nha quý vị, thì thành ra đó bà con bây giờ phải là lội ngang một cái con ruộng mới đối đón là đoàn của sư thầy Minh Tuệ được nha quý vị. Đây cho qua cái sư huynh đây, cho em qua cái ha, cho chú qua cái nghe con. Đây cảm ơn nhiều, tiếp tục luôn nha quý vị. Đây 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 quý vị ơi, chào nha, chào bà con. Quá chừng luôn rồi. Hồi ôi quá chừng luôn rồi quý vị. Đi ra đồng, đi băng đồng vượt suối nha quý vị. Rồi bây giờ anh Tài Nguyễn Văn đã tìm chỗ để mà đậu xe quý vị. Và công an đang dẫn đường kêu xe máy di chuyển lên lề nha quý vị. Tiếp tục thầy tới rồi nha quý vị, thầy tới rồi. Chạy riết lên không kịp nha quý vị, chạy nhanh lên không kịp, nhanh lên quý ơi, thầy tới rồi, thầy Minh Tuệ tới rồi, nhanh lên bà con ơi, riết lên, riết lên, hút rồi, hút hút thầy tới rồi, lên lên lên, chạy lên chạy lên, chạy rồi chạy rồi. Đi 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 đi. Lên lên. Bây giờ bị chuẩn bị cái cần thiết rồi đó. Đưa 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 4 phút 1 ngày 4 ngày rồi, like luôn cô chú anh chị. Ôi ô, cái tí tuệ, cái thiền định đó, thì yeah. Mới bỏ đi chứ. Con đi như thế này là không phải là con không bị làm việc cơ, hay là không có chuẩn bị được không. Nhưng mà vì cái mục đích cao cả Phật dạy con mới đi thôi. Con mà nghe Phật bày như thế nào thì con làm, chứ con cũng không phải là biết mình biết. Mình làm theo hoặc tập tập theo mà. Kiểu Phật bày như thế này sẽ được hạnh phúc, sống được an lạc, không có đau khổ.
thì khi đó tư duy rồi con cái bỏ để mà đi làm việc như thế dễ không á. Giờ con ra con đi xin việc con làm nhưng mà nó khổ lắm, đó không được cái tiền tích, đó không được cái trí thôi. Khi mình nhờ nghe đi hàng ngàn bà con nhau vậy, mặc dù các cấp chính quyền địa phương đã chặn không có cho bà con đi, nhưng mà vẫn có cái cách để quý bà con cố gắng lan lỏi đi theo nhau vậy. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Chúng chỗ luôn. Bây giờ bà chia sẻ giùm cho con ha, là bà đi hồi mấy giờ tới bây giờ bà? Khi nào ngủ chứ từ 7 giờ. 7 giờ. Thì bạn chưa khoảng tiếng nhận cũng giờ đó. 7 ta. Bà bán sáng vô tới chỗ thấy gì uống. À vậy đó hả? Thì ra mẹ chủ công an chỗ đó. À thấy thương vậy chàng bà cụ. Ừ, thì muốn rồi mới gặp bà đau chứng đi vô quả bà đau chứng bà mệt quả bà khổ gặp bà chủ này chủ bà nghiệp á. Dạ. Chủ bà nghiệp cho bà đỡ đau đâu bị đỡ đau mặt bị đỡ đau chứng đó. Wow vậy đó hả? Ừ. Bây giờ kính thưa quý cô chú anh chị, bà bây giờ là được cái được cái nhân duyên quý vị ha, và được đi vào trong để mà gặp thầy Minh Tuệ luôn quý vị đó. Nhưng mà bà bà bị đau cái chân quý vị, mà là nhờ người bấm nguyệt cái khỏe cái chân rồi á, là mới là đi đến tìm thầy và đi tới tìm thầy đó bị rào cản, nhưng mà bà xin đi vào được. Thì câu chuyện này cũng cũng ly kỳ ha quý vị. Dạ. Bây giờ bà chia sẻ chậm chậm giùm cho con để cho bà con nghe được ha. Bây giờ là ngày hôm qua là bà đau chân hả? Dạ. Rồi xong rồi bà như thế nào mà đau chân mà sao bà đi tìm thà sư Minh Tuệ bà? Khó cái đau thì đau lâu lắm, ngày hôm qua tôi với ông đau chân đi từ mãi mới biến được á. Dạ. Bà lại đắng đêm mới sợ nữa đó, phải đúng đó. Bà sợ đau quá mà sợ đi không được. Sợ ngày mới biến được. Rồi có cầu nguyện có niệm Phật gì không bà khỏe? Thì niệm Phật là tối, ngày Phật cho con đi được, con gặp thầy về, cho con thầy cũng ảnh thầy cũng tôi quá. Hả? Ừ. Bớt cái nhận nghề đá mà đưa hoa từ hả? Nghề chạy chỉ thấp bớt nghề đánh mực không ao. Dạ. Mực không có tư đâu mình vừa rồi đó. Nghề chỉ trong cái mà đi chỉ đâu đi mà học ba trắng bớt bật đoan. Bật đoan bị quay rồi bớt bụi theo đi chỗ một cái chai nước đi. Nhổ cho tặng cho bà chai nước nữa. Một chai nữa thôi bớt bụi theo chỗ đó. Một chai bột? Một cái một đó bớt chỗ bớt cái nhận bớt mê cái nhận mê. Mẹ mừng được gặp á, mà mẹ cũng nhớ cái mẹ tâm sống cái ngực một cái là mẹ chướng thì theo lúc chướng là giờ con tay nó bỏng lắm vậy ha. Ờ rồi bắt tôi giờ sao cũng sẵn cứ là có chút xíu lai nữa. Dạ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? 72 tuổi rồi. Bà ở đâu về đây? Ờ đến phòng chúng ô tới đến nhập nặng. Rồi ai chở bà về đây? Có đứa con chở à, con gái chở bà về ha. Ừ, xin tiền. Ôi, kêu con gái xin nghỉ trở về luôn quý vị. Chị là làm khách sạn á. Dạ. Khách sạn mới xin nghỉ. Vậy đó hả? Rồi. Một ngày nữa bà đi một ngày đi luôn. Bà đi khỏe luôn á. Đi khỏe luôn. Bà chia sẻ nè, khi mà bà gặp thầy đó, bà gặp thầy rồi đó. Mừng mà chào nước mắt. Chào nước mắt không hả? Mà khỏe người. Trời ơi. Cứ rắn con việc rắn mất luôn chứ là mẹ mà đi xúc đông vậy là mẹ đau. Dạ xúc động là đau. Đó, nhưng mà bà bây giờ là thấy xúc động mà thì giống như vậy người ta. Dạ. Ồ cũng lạ ha bà. Rồi con chúc mừng cho bà nha, con chúc cho bà sống lâu trăm tuổi mạnh khỏe nha. Bà là có phước nhất trong đây rồi đó. Chơi rạng vũ là ai thương. Dạ chứ hồi sớm giờ là con đi quay phim đó là con chạy tới chạy lui khó lắm không quay được. Mà bà được là các anh chở vô để cho bà đánh lễ đánh lễ. Dạ thương quá à. Rồi chúc bà sống lâu trăm tuổi mạnh khỏe bình an. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Vâng và kính thưa quý cô chú anh chị, thì đó là bà cụ đã chia sẻ thật tình đó quý vị ha. Châu Phú đâu có ghép đâu có gì đâu à. Mà bây giờ đó là vẫn còn bà con đó là đi nè quý vị ha.
đi muốn chạy theo sư nè, nhưng mà không có đi được nè quý vị ha. Đó, cho nên là phải đi đường tắt, đi đường vòng nha quý vị. Nè. Dạ, kính thưa quý cô chú anh chị, là con phải băng đồng vượt suối nha để đi tìm thầy Minh Tuệ nè quý vị. Một cái cảnh rất là hải hùng á quý vị, con cái gì khóc leo ngoe hết trơn. Dạ chào nha, chào nha nè quý vị. Đây là đi vô xẹp ruộng hành ta hết trơn luôn nè. Đó, đây là quý cô chú anh chị, đây đây giá xe đi tìm thầy Minh Tuệ luôn hả chú, tết luôn rồi giá xe luôn. Dạ chào 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 cô nha. Cảm nhận như thế nào khi mà gặp thầy Minh Tuệ cô? Vui vẻ hạnh phúc luôn ha. Dạ an lành không? Gặp thầy thì thầy Minh Tuệ cảm giác sao cô? Hạnh phúc. Thầy dừng đường. Dạ. Thầy dừng đường đi. Vậy ha. Vui quá. Rớt rớt mắt. Đưa đưa ơi ơi ơi. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi, trẻ em khóc ngoe ngoe. Không được quay. Đây quý vị ơi. Đây là cái cảnh của bà con nè. Đi tìm thầy nè ha. Dạ dạ. Ai chào chào cô nha. Cô ơi. Cảm nhận như thế nào khi mà gặp thầy Minh Tuệ cô? Dạ cũng vậy. Vui thoải mái luôn. Vậy đây ha. À, đi đường xá từ bố cùng muộn đi. Dạ. Đây nè, hồi ơi bồng con theo luôn nè quý vị ha. Dạ, cảm ơn luôn, cảm ơn luôn. Ai cô này lớn tuổi nha quý vị. Quá cực kỳ đấy. Được con của mình. Đang dìu dắt xuống ha. Đây quý cô chú anh chị ơi. Quá luôn rồi. Chào cô, đi khó vậy mà cô cũng đi nữa hả cô? Cô vui không? Vui chứ. Được, được gặp thầy vui ha. Được là thầy là thầy là vui đó, quá vui rồi. Vậy ha. Quen à. Dạ chào cô. Ăn cái này cái ní mà chất lượng này. Ôi chất lượng ha. Đúng rồi, quay về cái ní mà chất lượng. Quá luôn rồi quý cô chú anh chị ơi. Cái này băng băng gần vượt suối đi tìm thầy nè. Trời ơi, bồng con đâu 3-4 đứa dữ vậy anh? Anh này đâu 3-4 đứa con mà cũng đi tìm thầy nữa. Bây giờ xả luôn chưa anh? Nha. À, kính thưa quý vị, vợ bồng đứa rồi chồng đứa rồi á, là chú rồi dẫn thêm đứa luôn ha. À, 3 đứa không anh? Cảm giác như thế nào gặp thầy anh? Vui không? Vậy ha, có đảnh lễ ha. Trời ơi nè, quý cô chú anh chị đại gia đình luôn. À, có duyên sâu với các thầy nha. Ây. Bây giờ là đi nè quý vị. À coi nè. Trời ơi. Dạ châu phú chú. Đây nè quý cô chú anh chị. Đâu đâu chú quay con nữa, đâu con đâu. Rồi hồi con như ninja đâu có ai biết con là ai. Đây hồi ôi bọn cháu theo luôn hả? Ôi coi nè, đội lá chuối luôn, nhát lá chuối chổng cà mát cho đứa cháu luôn kìa quý vị. Coi nè hồi ôi con bé này quắn lá chuối tùm lum hết trơn à con, chắc chết nguyên cây chuối luôn rồi quá hả. À, con vui không? Hồi ôi chuyến này đó là cây chuối của người ta sơ sát hết trơn rồi. Chào chào quý vị, chào quý cô chú anh chị nha. Dạ. Châu Phú, Châu Phú Thiên Cấm Sơn. À, bây giờ đi trùng, đi trùng. Đúng công rồi. Công an không cho đi, đi trùng. Công an không cho đi hả cô? À, cho đi nhưng mà họ sợ đưa lên đâm tai nạn chứ không? Dạ, sợ tai nạn giao thông. Năm chục rồi mới gặp được thầy. Dạ, sao? Năm chục cửa rồi mới gặp được thầy. Năm chục cửa mới gặp được thầy hả? Bị chặn quý vị, năm chốt rồi đó. Ha. À. Trời ơi, cháu bé này coi nè. Chú đang làm mới chứ. Rồi, tiếp tục luôn ha. Đâu? Đâu con xích lại đây nè. Con đi qua đây coi. Trời ơi coi nè. Chú đắng rồi mới hơn về coi. Ờ chào con. Ờ vậy đó hả? Ờ qua nè, nè qua đây đứng đây cảnh đẹp nè cô, bước qua đây con không vắng cả ha. Thôi à. Gì con lên chú đắng rồi mới để con về coi. Châu Phú Thiên Cấm Sơn. Lên đi Facebook hả? Dạ. Ờ tên Châu Phú Thiên Cấm Sơn. Rồi bây giờ con có thể gỡ khẩu trang ra cho chú quay mặt cái được không? Tàn ơi vậy mà cũng làm thấy ghê nữa. Nha. Lên đắng rồi Facebook cái chú. Chị Phú Quốc ơi, đứng đó đợi em lội qua.
Dạ chào cô nha. À. Chào bạn. Dạ dạ. Chào anh, hôm nay anh trở về đây mà để đón thầy mà đi vượt qua mấy chốt rồi anh? Đi từ Vũng Tàu ra. Nãy giờ công an chặn mấy chốt rồi? Ồ nhiều lắm. Nhiều chốt hả? Dạ. Bây giờ len lỏi khắp hẻm hết trơn hả? Mà cứ bất chấp chỗ nào mà lên đón được thầy là cứ đi. Rồi anh cảm nhận như thế nào khi gặp thầy? Quá sướng. Quá sướng rồi. Rồi cho anh bước luôn quý vị. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. Bây giờ cho Phú lội theo chị Phú Quốc quý vị. Từ Phú Quốc mà về đây luôn ha. À, không biết đi máy bay quá quý vị. Chắc bay máy bay ra Quế này quá quý vị. À, cho Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Dạ. Anh cũng từ Vũng Tàu ra nè, hai cho con Vũng Tàu vậy ra. Dạ. Yeah. Từ Vũng Tàu nữa nha quý vị. Con hầu chắc lọt ruộng quá. Đường bên đây nhỏ quá quý vị. Xe nó mệt. Ờ phải đi hết trời với mình đi trong được bờ hàng lò. Wow. Dạ vâng, và kính thưa quý cô chú anh chị, thì hiện giờ đó là thầy mới vừa đi qua xã Hương Hồ, huyện Hương Trà quý vị. Thì hiện giờ là Châu Phú là phải chạy xe cho nên bị công an là chặn rồi, phải đi đường ruộng, băng ruộng đi vậy đó quý vị. Thì bây giờ là cái cuộc hành trình đó là đang đi qua cái đèo vượt suối quý vị. Thì mời quý cô chú anh chị sẽ đồng hành đến với cái pha mà băng qua cái con ruộng hành quý vị, nó muốn xẹp hành ta chân. Đó, hai con chào cô nha. Lúc nãy cô có đi ra đón thầy không hay là đứng ở đây? Thôi cô quá mà cô chạy không kịp nơi. Cô chạy không kịp hả? Ơi, chạy băng qua cái đường ruộng này không kịp. Băng qua không kịp luôn. Rồi sao không chạy theo luôn cô? Chạy theo không ăn họ đuổi về gần thầy họ đuổi luôn. À vậy đó hả? Bị đuổi ha, cô đó nhìn kìa. Rồi, bây giờ cô mến thầy ở cái hạnh đức nào cô? Thật ơi thầy đi bộ cực khổ quá mấy lâu nên mình không hề thấy nữa. Dạ. Chứ mình thấy mình ở lên nhưng mà nhìn cho biết rồi đó. À vậy hả cô. Rồi chúc cô sức khỏe bình an nha. Và kính thưa quý vị, bây giờ Châu Phú sẽ mời quý vị và các bạn đi qua những cái con đèo dốc. Và Châu Phú sẽ quay lại những video chân thật nhất nha quý vị. Những bà con chia sẻ rất là nhiệt tình luôn ha. Hai chào chị nha. Nãy giờ chị đi ra kịp không chị? Dạ em đi kịp, em đi thay từ Quảng Bình vào đây. Quảng Bình ha, nãy giờ chị chạy qua vượt qua mấy cái chốt rồi chị? Em vượt qua ba cái chốt rồi, sáng nay em ở Tử Hà xong đi bộ hành thay 6 km xong quay về là lấy xe máy để đi đêm tập qua đây. Hồi hai vợ chồng đi chung luôn? Không, chị đi một mình, chị đi là 9 ngày rồi. Đi 9 ngày rồi. À, chị có khi nào mà chị đi á là chị đi gần được thầy cỡ chừng nửa thước không? Hàng thước vậy không? Không, mình phụ nữ mình phải tôn trọng thầy, mình đi cách xa 10 mét. Sau cách xa 10 mét ha. Có hai lần vào đảnh lễ thầy thôi. Đảnh lễ hả chị? Thì sau khi mà chị đảnh lễ thầy đó và chị gặp tận mắt đó thì chị cảm nhận về thầy như thế nào chị? Chị cảm nhận được cái thầy là vì mình được rất vinh hạnh được gặp như thầy bằng da bằng thịt, mà đúng là chiếm ngưỡng trong một phút thôi. Dạ. Là mình cũng cảm nhận được là thầy có một cái mùi hương tỏa ngạt, hương giống như hương của gỗ hương á, mùi hương thơm nhẹ. Ai mà có duyên lắm thì khi đó mới cảm nhận được cái điều đó. Vậy rất vinh hạnh. Wow. Từ đó ba tương lai Quảng Bình vào đây. Dạ, em nghe chị nói mà óc em nó nổi nó gần gần luôn nè. Chị lái xe xa, giống như chị lái xe chị dài xe được 6 km đó, chị để xe đó và chị đi bộ tới. Vậy đó hả? Rồi chị lái xe chị đi bộ lại. Rồi dạ. Bây giờ là chị tiếp tục đi nữa hay là chị về? Không, ăn đây là chị mệt rồi, chị ngay là chị mệt rồi, chị yeah. Chị quay trở về nha. Rồi bây giờ chị yeah. Gửi lời là yeah. Chúc cho thầy tu trên con đường tu của thầy tốt đẹp đi hả chị? Dạ. Yeah. Thì con xin chúc cho thầy được bình an trên mọi đèo đường trắc trở của thầy. Thì hy vọng thầy đã vượt qua khó khăn trong cái giai đoạn thầy tu hành này. Yeah. Chúc cho thầy được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Và tiếp tục đắc quả ha. À, để trở về cứu độ chúng con thanh chẳng quả. Dạ. Dạ. Rồi chị gửi lời chúc cho bà con xem cái lời của chị tâm tình luôn nè. Để xin gửi đến tất cả các quý vị Phật tử trong nước và ngoài nước
một lời chúc thật nhiều sức khỏe và bình an hạnh phúc, và tất cả Phật tử của chúng ta hướng về Phật pháp nhiều hơn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chị tên gì chị? Dạ, chị tên Diệu. Chị tên Hiếu. Diệu, Diệu. Diệu, à, pháp danh gì vậy? Diệu Thiện. Diệu Thiện, hồ, pháp danh Diệu Thiện là của sư sư cô Diệu Thiện ngày xưa tu á. Dạ, rồi chúc chị sức khỏe bình an nha. Thân ái kính chào và tạm biệt. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình.